Thằng Lê xin chào anh chị và các bạn. Trong video clip ngắn chia sẻ AutoCAD này, thằng Lê hướng dẫn cho các bạn vẽ cái nét cắt, hay gọi là cái vết cắt rectline, để mình trích đoạn một phần cái chi tiết nào đó trong quá trình các bạn vẽ. Rồi mời các bạn theo dõi. Rồi, trước hết mình cho các bạn xem qua cái nét cắt đó. Chẳng hạn như trong cái phần khi các bạn vẽ cầu thang nhà có 2-3 tầng trở lên đó, thì đặc biệt cái cầu thang của tầng trệt, thì các bạn khi phía tầng trệt lên thì bạn chỉ thấy được nửa cầu thang thôi, thì khi đó bạn phải vẽ thể hiện cái vết cắt như thế này ra. Thì làm sao để vẽ cái vết cắt này cho nó nhanh và nó dễ dàng. Rồi một cái trường hợp khác, chẳng hạn như khi các bạn vẽ cái bản vẽ trên bờ tường một cái đoạn bậc tam cấp chẳng hạn, bạn chỉ cần trích đoạn, bạn muốn cho người ta thấy còn nữa, ý bạn nói là đây còn đi nữa, nhưng mà mình quan cho người ta mình quan tâm cái đoạn này thôi, mình thể hiện cái đoạn này thôi. Hoặc là trong cái dầm cũng vậy, đôi khi mình quan tâm một đoạn dầm nào đó thì những cái đoạn khác mình không quan tâm, hoặc cái cột cũng vậy, mình quan tâm đoạn nào đó thì mình cắt, mình quan tâm cái đoạn đó thôi. Chẳng hạn như cái phần cái móng á, khi các bạn vẽ cái móng thì ví dụ nè, giờ mình chỉ cho các bạn vẽ luôn nè. Chẳng hạn khi các bạn vẽ cái móng, mình đang vẽ rất là đơn giản thôi nha, thì khi ở bên trên này có cái cột đúng không, thì cái cột có thể còn cao nữa, thì khi đó bạn phải vẽ cái vết cắt, bằng thể hiện cắt ngang vị trí cái cột này ra đó, thì làm sao để mình vẽ cái vết cắt nó cho nó dễ dàng được. Rồi mình chỉ các bạn đây, chuyển qua màu trắng mình vẽ nha. Mình chỉ thêm hai cách. Cách thứ nhất là mình chỉ các bạn làm thủ công. Cách thứ hai là bạn dùng cái lệnh cụ thể, kém công cái lệnh cho các bạn làm luôn, rất là nhanh. Rồi đầu tiên mình chỉ các bạn làm thủ công nếu các bạn thích. Nét cắt có hai dạng các bạn, dạng thứ nhất là dạng này, dạng thứ hai là dạng này. Dạng này thì bạn thấy cái nét giữa nó thẳng, dạng này cái nét giữa bạn thấy nó lệnh nè. Đó. Thì mình chỉ cho các bạn vẽ hai dạng này luôn. Rồi mình đang ở trong cái file kết cấu. Giờ mình cắt cái đầu cột này ra. Thì cách đầu tiên mình chỉ các bạn là vẽ thủ công, bằng mình bôi line á. Polyline, vẽ một cái line hoặc là lệnh line cũng được, bạn có dùng lệnh line luôn cũng được, không sao, dùng lệnh line. Bạn vẽ cái vết cắt đừng có dài quá, vừa phải thôi. Rồi sau đó cho nó ngắn ngắn lại, cắt cái đầu cột cho ngắn lại, đừng có dài quá. Rồi bây giờ tiếp theo bạn vẽ cái hình chữ nhật bằng canh tương đối cái vết cắt này, bằng canh tương đối thôi nè, đó, bằng canh tương đối, đừng có bự quá nha, đừng có to quá, vừa phải thôi. Rồi cái vết cắt mình thấy cỡ này được rồi. Sau đó mình dùng lệnh mô, bạn mô cho cái hình chữ nhật mà bạn vẽ nháp ra nè, bạn vẽ phát ra nè, cho nó vào ngay chính giữa của cái line này, để chi cho nó đều trên và dưới. Rồi sau đó bạn nhập lệnh line, bạn vẽ ra thôi, line bôi line đều được hết. Trường hợp thứ nhất bạn vẽ thẳng như thế này nè, lít lên, sau đó bạn xóa bỏ hình chữ nhật đi. Rồi bây giờ các bạn trim tr enter hai lần, bạn trim nó đi, rồi trim cái phần trên của cây cột đi nữa là được. Thì như vậy là chúng ta có được cái vết cắt. Trường hợp này nó hơi to nha, bạn cho nhỏ lại chút xíu. Hiện tại mấy cái nét này nó đang rời rạc với nhau, bạn cho nó dính lại, bạn chọn hết nó, gõ G enter một cái rồi kiểm tra lại nó dính hết rồi. Còn tình huống thứ hai, bạn đánh lệnh nó chút xíu, mình copy ra mình vẽ cái vết cắt tình huống thứ hai nè. Là bạn dùng lệnh stretch S enter, bạn chọn vậy nè, chọn vậy nè, đó. Mở cửa sổ từ phải qua trái. Enter, lấy chuột cái cho điểm đặt. Là bạn di chuyển đánh lệnh nó đi nè, đó bạn muốn lệnh cỡ nào bạn đánh lệnh nó đi. Rồi sau đó bạn mua lại, mua dạng ngược lại cho nó cái vết cắt cho nó tương đối ngay giữa. Còn cái này nó nhỏ quá thì bạn keo cho lớn lên. À, xin lỗi, nó đang lớn quá, bạn keo cho nhỏ lại nè. S enter chọn nó, tức mình keo mình canh lại cái vết cắt này, còn 0.7 chẳng hạn. À, tức mình keo cái vết cắt này cho nhỏ lại. Còn cái line mà cứ nắm cái bạn kéo ra, dài ngắn gì bạn cứ kéo ra. À, cái vết cắt này mình muốn cho keo nhỏ lại, S enter, mình đặt ngay chính giữa, 0.7 enter chẳng hạn đó. Thì như vậy là vừa rồi mình chỉ cho các bạn vẽ vết cắt theo hai kiểu, nhưng mà vẽ thủ công dùng là line, trim. Nó hơi lâu. Và bạn muốn vẽ cho nhanh hơn thì CAD nó có một công cụ giúp cho các bạn vẽ, mà chúng ta chỉ vẽ được cái dạng này thôi, dạng này nè, cái dạng nét thẳng thì nó không có vẽ được. Bạn vào trong cái chỗ Express đây nè, đây Express, bạn vào trong cái chỗ Draw, bạn chọn là Draw nè, Rectline, Rectline Symbol, bạn lít vào thì bắt đầu nó xuất hiện ở bên dưới, bạn thấy nè, nó báo nó là cái size của cái vết cắt này nè, hiện tại có 0.5 ly, nhỏ quá. Thì bạn click vào cái biến size á, bạn tăng cái size của cái vết cắt này lên. Cụ thể mình cho nó lên cho thử nó khoảng 20 coi như thế nào. Các bạn cứ cho đại đi, tí xíu là mình canh lại nha. Rồi, sau đó mình tiến hành bằng vẽ giống như vẽ line thông thường vậy đó. Giống như vẽ line thông thường. Tiếp tục yêu cầu các bạn là specify location for fresh symbol, tức là chọn cái vị trí để đặt cái ký hiệu vết cắt á. Thì mình muốn bạn muốn đặt ở cái chính giữa hay đầu bì vậy đó, bạn cứ chọn lấy chuột cái đâu đặt đó. Thì mình cho 20 thì mình thấy nó to quá. To quá đúng không các bạn, mình xóa bỏ, mình cho khoảng chừng nửa cái đó. Thì bạn mới vẽ lại nè. Express, draw,
Red Line Symbol. Rồi bạn khai thác cái biến size để mình chỉnh canh chỉnh cái kích cỡ của cái vết cắt này nè. Ký hiệu vết cắt á. Rồi bạn gõ vào, hồi nãy mình thấy 20 to quá cho, từ nửa có 20 là được rồi, 10. Bây giờ bạn vẽ giống vẽ line vậy đó, từ đây bạn vẽ thẳng qua thôi. Rồi sau đó nó yêu cầu bạn location for red symbol, chọn vị trí đặt cái vết cắt nó chuột cái xong rồi. Đó, vậy đó, trừ cho các bạn cái mặc định nó chỉ vẽ cho các bạn dạng như thế này thôi. Dạng này thì không được thì bạn cứ dùng lên này bạn vẽ cho nhanh nha. Ở trong cái cầu thang cũng vậy. Ví dụ chẳng hạn mình vô trong cái bạn vẽ cái đây cái thang này bạn thấy nó cái vết cắt nè. Cái này người ta đang vẽ thủ công đó các bạn. Ta đang vẽ thủ công. Thì bạn hoàn toàn có thể dùng lên này bạn vẽ nè. Pro phần lớn. Nhiều bạn vẽ khác không biết cái lệnh này để vẽ, toàn vẽ thủ công không à. À lúc nào sai thì mình chấp nhận cái sai 10 giống nãy đi. Mình vẽ từ trên xuống nè, 8 đi. Này được chưa các bạn? Chọn vị trí đặt cái vết cắt. Xong, à, lớn quá. Bạn thấy nó lớn quá thì bạn xóa bỏ đi. Bạn nhập lệnh đó lại. Rồi, giờ nãy mình không có quan tâm cái kích thước, mình không biết kích thước của cái hình này bao nhiêu. Red line đâu rồi? It's red, draw, red line. Rồi, add. Nãy 10 to quá, lấy cái chừng 1 cái đó được rồi. Rồi sau đó các bạn mới chọn điểm nè. Đó, chọn 1, đoạn điểm từ trên xuống nè. Chọn vị trí đặt cái vết cắt. Xong, nè, bạn thấy nè, sau đó bạn mới trim bỏ phần trên đi. Trim bỏ này nè. Phần các bạn không quan tâm á. Thì chủ yếu cái vết này dùng để trích cắt, tạo cái vết cắt. Rồi thằng Lai xin kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ khác nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn share, like cái video này giúp thằng Lai, cũng như là các bạn đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.